Táo bón gây ra rất nhiều các cái hậu quả, và không chỉ cho trẻ em mà còn rất nhiều cho người lớn. Và hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc thụt hậu môn điều trị táo bón một cách đúng nhất. Đối với những người táo bón, thuốc thụt hậu môn là một cách trị táo bón một cách tức thì và giúp cho điều trị táo bón một cách nhanh và hiệu quả. Trên thị trường thì cái thuốc thụt hậu môn trị táo bón thì có rất nhiều loại, và sau đây là một số cái loại phổ biến như là Ratiofa này, Crismanac này, hay là Micronidmi này. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc khó khăn hơn so với một số các loại thuốc thông thường. Hãy xem hết cái video này để Tuấn hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng thuốc thụt hậu môn trị táo bón một cách đúng nhất. Và đặc biệt, trong video này Tuấn sẽ hướng dẫn cho đối tượng là trẻ em. Thì trước tiên là chúng ta cần tìm hiểu xem thuốc thụt hậu môn trị táo bón là gì và khi nào thì chúng ta cần dùng thuốc này. Thứ nhất, táo bón là trường hợp thường gặp bất kỳ ở mọi đối tượng, kể cả trẻ em lẫn người lớn. Nguyên nhân gây ra tình trạng táo bón chủ yếu là do chúng ta bị thiếu chất xơ này, người vận động này, rồi là ít uống nước này, hoặc là một số các cái bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Nếu như chúng ta mà bị táo bón ở cái mức độ nhẹ đấy, thì bạn có thể thay đổi chế độ ăn uống này, chế độ sinh hoạt này, và cải thiện các cái tình trạng táo bón bằng các bổ sung thêm các cái chất xơ hoặc là men vi sinh. Nhưng nếu như táo bón ở tình trạng cấp tính mà sử dụng một số các loại thuốc nhuận tràng hay là một số các loại thuốc khác không hiệu quả, thì thuốc thụt hậu môn sẽ là một trong những cái giải pháp cần thiết. Thuốc thụt hậu môn trị táo bón ấy, thực chất là cái loại thuốc có tác dụng làm sạch đường tiêu hóa dưới. Trong cái thành phần của thuốc thụt hậu môn ấy, thì có tác dụng làm mềm đầu phân và giúp làm giãn cơ hậu môn, từ đó sẽ làm dễ dàng giúp cho bệnh nhân đi ngoài dễ hơn. Ngoài ra mà khi sử dụng các loại thuốc này cũng có thể giúp làm dịu niêm mạc hậu môn, không gây tình trạng đau giáp chảy máu do quá trình phải cố dặn, hoặc là có thể do nứt hậu môn khi đi đại tiện. Và một điều chúng ta cần chú ý khi sử dụng thuốc thụt hậu môn trị táo bón thì chỉ dùng trong cái trường hợp mà nghiêm trọng hoặc là thực sự cần thiết, có sự chỉ định hoặc là tư vấn của các chuyên gia trước khi sử dụng. Đối với các cái thuốc thụt hậu môn trị táo bón thường có tác dụng nhanh và thường có tác dụng sau khoảng 5 đến 10 phút khi mà chúng ta thụt vào hệ tiêu hóa dưới. Và các bạn cũng nhớ rằng đây là cái giải pháp cuối cùng để điều trị táo bón cho bé hoặc là cho người lớn. Nếu như chúng ta sử dụng các phương pháp khác mà nó không hiệu quả thì chúng ta mới sử dụng phương pháp này. Bởi vì phương pháp này nếu chúng ta lạm dụng sẽ gây ra rất nhiều các cái hệ quả không tốt. Và sau đây Tuấn sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuốc bơm hậu môn điều trị táo bón một cách đúng nhất. Trước khi sử dụng loại thuốc này thì các bạn cần đọc kỹ hướng dẫn in trên bao bì và tham khảo tư vấn của các bác sĩ nếu như các bạn có vấn đề gì chưa rõ. Và trong video này Tuấn sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ về cách thụt cho bé nhỏ. Vì đối với người lớn thì việc này sẽ rất dễ dàng để thực hiện, nhưng đối với trẻ em thì chúng ta cần phải có sự hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Khi chúng ta bơm thuốc vào hậu môn cho bé thì bé sẽ cảm thấy hơi khó chịu và dẫn tới bé sẽ không phối hợp và gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Và trong một số trường hợp đấy thì trẻ cảm thấy không đau giáp nhưng mà sẽ thấy rất là khó chịu. Nhưng mà một số trường hợp khác đó là nếu mà sau khi các bạn sử dụng thuốc mà trẻ vẫn cảm thấy đau giáp hậu môn này thì mẹ cần phải đưa trẻ tới cái cơ sở y tế để kiểm tra các cái rủi ro có thể gây ra cho bé. Đối với thuốc thụt hậu môn trị táo bón thì cũng có thể rất nhiều loại, mà cách sử dụng của mỗi loại thì cũng có sự khác nhau một chút. Tuy nhiên hầu hết các loại thuốc thụt hậu môn trị táo bón thì cần thực hiện theo các cái bước sau đây. Bước thứ nhất đó là các bạn phải cần chuẩn bị trước khi thụt. Chúng ta nên thực hiện thụt trong nhà tắm để thuận tiện trong việc xử lý, bởi vì nhiều trường hợp đấy bé sẽ không kịp đã đi ngoài ra nhà. Trước khi thụt thì chúng ta cần chuẩn bị là khăn tắm này và thuốc để mà chúng ta thụt cho bé. Mẹ cần rửa tay sạch sẽ này bằng xà phòng rồi mới dùng khăn tắm lau khô. Tiếp theo là chúng ta có thể trải khăn tắm ra sàn nhà rồi cho bé nằm hơi nghiêng người về phía bên trái nếu mẹ thuận tay phải, và ngược lại, gập đầu gối trẻ về phía xương chậu và cuộn một chiếc khăn đặt phía dưới gối kê cao đầu cho trẻ. Bước tiếp theo là chúng ta thực hiện tháo nắp thụt rồi nhẹ nhàng đưa đầu thụt vào hậu môn của bé. Sau đó mẹ từ từ bóp nhẹ để đưa thuốc vào bên trong hậu môn cho đến khi hết thuốc
thuốc. Để bé nằm yên trong vòng 5 phút cho thuốc có thời gian thấm vào và có tác dụng. Một số cái lưu ý khi dùng thuốc thụt hậu môn điều trị táo bón. Đây là loại thuốc giúp mang lại tác dụng nhanh chóng trong một số trường hợp bị táo bón nặng. Tuy nhiên, khi sử dụng loại thuốc này thì các mẹ cần một số các cái lưu ý sau. Thứ nhất là chúng ta dùng đúng cách và đúng liều. Ở một số các trường hợp sau khi dùng thuốc, nếu có những các hiện tượng mà phân chuyển sang màu trắng thì các mẹ cũng không quá lo lắng, nó sẽ hết sau vài ngày. Thứ hai, trong quá trình thực hiện thì các mẹ cần nhẹ nhàng để đưa thuốc vào trong hậu môn. Nếu mà đưa quá sâu thì dẫn tới niêm mạc hậu môn bị tổn thương và có thể đi ngoài ra máu. Tiếp theo là các mẹ cần chú ý là gì? Dùng thuốc thụ hậu môn trị táo bón cho bé, nếu mà dùng kéo dài có thể có những cái hậu quả không mong muốn, có thể dẫn tới tình trạng đó là không đi đại tiện tự nhiên này, rồi gây ra một số các tình trạng không tự chủ này, hoặc có thể gây ra tình trạng bị nhiễm toan máu này, giảm canxi máu. Và một điều quan trọng đó là các mẹ chú ý là không được sử dụng thuốc này kéo dài quá 7 ngày trừ khi mà có chỉ định của bác sĩ. Một điều cần chú ý đó là các mẹ không được tự ý mua thuốc thụt hậu môn trị táo bón cho bé mà nếu mà không có chỉ dẫn của các bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế. Các bạn cần chú ý, nếu mà trong trường hợp các bạn sử dụng thuốc thụt hậu môn trị táo bón cho trẻ thì các bạn có thể tham khảo một số các cái giải pháp từ các cái thực phẩm bổ sung để mà giải quyết cái tình trạng bị táo bón mãn tính cho trẻ và giúp cho cái việc điều trị táo bón một cách an toàn. Thì các bạn có thể tham khảo sản phẩm Insotagon. Đây là một sản phẩm chuyên biệt trong hỗ trợ điều trị táo bón, rất là hiệu quả và được tin dùng. Sản phẩm sẽ giúp bổ sung các cái lợi khuẩn này, bổ sung các cái chất xơ hòa tan này, giúp cho việc tiêu hóa trở nên một cách dễ dàng hơn và từ đó sẽ điều trị các cái táo bón cấp cũng như táo bón mãn ở trẻ em và người lớn. Nếu các bạn cần thêm thông tin để hỗ trợ thì hãy liên hệ với số hotline để được các cái chuyên gia y tế hỗ trợ cho các bạn về điều trị táo bón một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.